afraid of you. Now you set my soul on fire. Xin chào mọi người đã quay trở lại kênh của mình nha. Ngày hôm nay mình sẽ chơi lại nhân vật Madame với cái bộ trang phục nữ đại công tước cho các bạn cùng xem. Đây là cái bộ trang phục đang được bán trong shop, và bạn nào thích thì tranh thủ mua. Để không biết là mấy cái bộ trang phục theo cái collab này thì sẽ được mở bán và bán lại từ lúc nào nữa. Đó, giờ hiện tại thì mọi người thấy là gần Tết thì sẽ có bộ trang phục SS của Madame. Đấy, một cái bộ trang phục SS đời đầu đấy, đúng không? Với cái gương là một cái máy chém. Ngày xưa thì tùy theo mỗi nước thì sẽ có cái công cụ tra tấn hoặc là những cái hình phạt khác nhau, đúng không? Có những cái hình phạt theo kiểu là cho người vô một cái khung gỗ chỉ để lòi tay, lòi đầu, lòi chân nó thôi. Đấy, họ sẽ bôi dầu mỡ thơm tho vô rồi thả trôi sông mọi người. Trong quá trình trôi sông đấy thì sẽ dụ rất là nhiều ong với cả là côn trùng tới, và những người đó sẽ bị hành hạ bởi những con côn trùng đó đến chết, phải không? Có cái hình phạt thì nghe hơi rợn người, để đổi sang 4G lát quá. Ô sao mà cái spawn chỗ này mọi người đâu ấy nhở? Bình thường sẽ có một đứa ở đây á, chắc là thuộc spawn nên là đi rồi. Thì có cái hình phạt cũng hơi bị ghê đó, chính là ngũ mã phanh thây đó. Cột 4 dây vô 4 vị trí cơ thể, bắt đầu là cho 5 cái dây, đúng rồi. Xong cho 5 con ngựa chạy tán loạn lên banh xác luôn. Trời ơi, nghe ghê nhờ. Oh. Ôi, nãy giờ đã 1 phút rồi hả trời? Nó có flywheel luôn rồi kìa. Kinh khủng. Mà không sao nha, giờ là có tốc biến rồi. Có tốc biến là có mạng. Đừng có dơ dùm. Cái tốc biến này hình như nó bị nước ngầm hay sao ấy. Thiệt á, không hiểu. Dơ nè. Ờ không, hay quá. Mình cứ tưởng là Blink dơ ấy. Rồi, ok, lên ghế nha. Đặt bạn này lên xong rồi mình sẽ gương sang bên kia. Thứ nhất là để phá máy, thứ hai là phá cái vòng xanh kìa. Mọi người thấy cái vòng xanh ở dưới không? Rồi làm ơn cho em chém trúng cái vòng đi trời. Ok, mất vòng xanh rồi. Quá đẹp. Vừa quấy được máy mà vừa phá được cái vòng xanh là đẹp rồi. Có cái hình phạt cũng thấy rợn, nó chính là cho người vô cái con bò mình là bằng sắt ấy, xong nung nóng lên. Đấy, người trong đấy sẽ bị nóng rồi hét lên thì cái tiếng nó giống y như tiếng một con bò kêu luôn, nghe rất là ghê đúng không mọi người? Nhưng mà thường thì mấy cái hình phạt đấy là dành cho những cái người phạm tội quá nặng rồi thì lúc đấy là mới sử dụng thôi. Còn phạm tội bình thường chắc là cũng chỉ giam để lao động công ích thôi ha, kiểu vậy. Mà có nhiều bạn vô comment hỏi là ủa đằng nào cũng chết xong đứng lên chửi vua đi. Trời ơi má ơi. Mấy má comment vô tri ghê. Rồi cửu tộc của má sao má? Tự nhiên một người bị đâu rời thôi, tự nhiên đứng lên chửi vua cái nguyên dòng họ cũng rơi đầu luôn. Trời ơi, thiệt sự không hiểu nổi. Comment vô tri. Oh, chém ghế. What? Người ơi, sao tôi lại chém ghế quá phát đấy? Mình không hiểu nổi cái hitbox này nó làm sao luôn nha. Thôi, làm sao? Ê, chém cái ghế quả đấy mà kiểu bực mình mà không dám bày tỏ cảm xúc luôn á. Bực á. Ô, chém trúng luôn. Ô. Em còn bất ngờ về cái gương của em. Mà không hiểu sao chơi bình thường vậy thì cảm giác tự tin lắm. Mà livestream nó hồi hộp mọi người, tại vì nhiều người xem nó đâm ra hồi hộp. Nên là mọi người không thấy em bao giờ chơi Hunter trên cái stream đâu. Nó kinh khủng, nó gớm dã man. Bây giờ chỉ có nhà tiên tri đi cứu ghế. Đây, nó chém luôn. Rồi bài có bút cũ không? Oh, oh my god. Thả tên. Vừa. Đáng lẽ ra là mình sẽ bắt chủ tế, nhưng mà thấy nó bút cú thì mình chém nó luôn. Dù trời ơi, nước sông thì nó không phạm nước giếng rồi, cover cái gì.
mà cái team này toàn cover đấy. Đấy, mọi người thấy không? Tiên tri, giáo sư, gác mộ toàn mấy đứa mà thuộc cái dạng mà gọi là hàng top cover không à? Nên là mà sao sửa máy cái gì mà mới thấy ba máy bây giờ còn có một máy thì trời. Game này là game gì vậy? Hunter và những chiếc ram máy thần kỳ. Hay thì sao? Không hiểu. Cam thôi chứ mình thấy cái máy nào rung mình sẽ đi sang mình phá liền, chứ không thì thua. Cam tiên tri này là nó sẽ sửa máy kịp. Tai đây có đứa đi cứu này. Ôi cái máy ở ngoài giữa map nó rung kìa. Thôi thôi đi sang luôn. Kệ tiên tri đi. Ô oh, con gái yêu. Rồi mình để mẹ tiễn con về trời nha con. Trời ơi con lên ghế lần cuối rồi. Ô oh, chết đi. Trời ơi. Đấy mọi người thấy không, không có cam chết tiên tri là máy sẽ ram kịp cái máy kia gần xong rồi đấy. Trời ơi nó sửa máy gì mà nó nhanh. Mọi người chơi Maidan làm gì mọi người chơi cũng hòa thôi, chơi chi trời thiệt á. Nó quá yếu rồi, thật sự luôn. Bây giờ phải book con Madam là một phát tạo ra ba cái bóng, đúng không? Nó lại trốn lùi rồi. Dừa. Cứ lợn vợn, lợn vợn. Ê mọi người ơi, để khắc chế giáo sư ấy, thì mọi người sử dụng bóng của Madam chém nha. Lúc đấy thì mọi người sẽ thấy là bóng Madam chém thì nó gồng gai lên sẽ không đỡ được hit. Cái này là em rút kinh nghiệm từ cái stream được đó mọi người. Dừa. Ui, cái máy nó 95% rồi. Đúng là Madam mà nội tại hòa của ả. Skin này mọi người thấy cái bộ đồ nhìn nó giống như miếng giấy bạc bọc đồ ăn ở mấy cái nhà hàng tiệc cưới vậy đó. Còn cái bông, cái đuôi thì nhìn bông bông mềm mềm nha, ưng nha. Bộ này. Hết cũ chưa? Rồi chết. Để dành gương. Ôi nó ra máy rồi. Dành gương để thịt ông này. Không sao thắng được. Thắng được á. Chẳng qua là sửa máy nhanh quá. Thật đi. Sửa máy nhanh dữ luôn á. Bay luôn. Bay luôn nha. Để mình xách về gần cổng để mình cam cổng cho dễ. Trời ơi không hiểu nổi luôn. Mình không đến nỗi một kiểu đấy mà sao mà. Ô oh, người đi rồi à. Ô oh, bên này cũng chả có ai luôn. Thật là diệu kỳ. Magic. Thần kỳ quá đi. Ồ oh. Ờ chắc là mọi người học hết cỡ tuần này là nghỉ Tết rồi đó. Trời ơi sướng nha. Ồ công nhận luôn á, ghen tị dễ sợ. Có ai đây không? À. Ôi con trai ơi mẹ tới đây. Vậy thì cái tai thì khả năng cao nữa là một bạn ở đằng sau cái bồn cây đó. Mình đoán khả năng cao là thế. Đấy y chóc luôn. Giờ gương sang là xoay kiếm người nè. Thiệt chứ. Sửa máy nhanh quá. Bắt tai rồi. Ồ oh. Tai ở đây. Ô oh, cái hầm đây luôn này ngon. Vậy là giáo sư ở gần đây thôi chứ không đi đâu xa được. À đây 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 thấy dấu chân rồi. Sao mình đã có gương rồi mình chém giáo sư nha. Chứ lúc này nó gồng gai lên là nó nhảy được hầm ấy. Sao mà sửa máy gì mà. Ôi giời ơi. Ôi giời ơi, rồi xong. Đúng im đấy chứ chị. Trời ơi, thiệt chứ, sửa cái máy gì mà nó mắc ói kinh khủng luôn ấy. Chơi game giống như là để thua chứ không phải để thắng. Ôi, đôi mắt chin su. Mọi người đừng chuyển kênh nhá, mình sẽ theo trận đấu nữa cho các bạn cùng xem nha. Gì mà bitch không phải trời. Kinh khủng. Hay dào ơi. Trận này thì spawn đây có một bạn bên K4 đây. Mà gặp thợ máy, luật sư. Trời ơi má ơi, thiệt chứ. Chơi game mà áp lực có mọi người. Nhiều người bảo là chơi game vô bổ chứ tôi thấy chơi game đau đầu dã man. Phải suy. Ở đây đây đây. Ôi con gái yêu. Nó thả robot chưa không biết. Rồi, tâm tỏa nữa. Để mẹ cho con tỏa luôn. Ô oh. Ô oh, wow. Cứ tưởng hồ chứ. Đây là cái bộ trang phục Isabella trong bộ phim Miền Đất Hứa.
Tôi nhớ cái lúc đấy tôi ghiền đến mức mà tôi đang học quốc phòng. Tôi mở tôi xem luôn á mọi người. Trời ơi, con gái thì con đánh mẹ con. Học quốc phòng mà ngồi mở Isabella coi. Mà hồi đó mới xem mới tập 1 rồi. Ghiền mọi người, ghiền. Lúc đầu tưởng dở lắm. Sau đến khi mà cái con bé Connie, ông phải con Connie không? Nó bị con quái vật cho vô cái bình đấy. À không phải, cho lên cái xe đó. Trời nhìn ghê dã man luôn kìa. Tóc biến, thả tên. Lộc bé nhỏ. Không có đuổi nó là không được, nó thả robot ra rồi. Bực ghê. Mọi người cứ spawn ngay cái khu lều ấy, mọi người lên ga 4 kiểu gì cũng có người. Bạn nào mà biết vị trí mà bạn nào sinh ra ở ga 4 chắc chắn là phải chạy đi. Đó, chứ đừng có đâm đầu vô sửa cái máy ga 4, rất là nguy hiểm luôn. Ôi nữa rồi đó. Tới rồi đó. Ôi, nó thả robot ra nó sửa máy mấy má ơi. Thả tem. Ôi. Oh. Làm sao vậy? Mệt ghê. Mệt dữ. Mày đó. Cái con đếm sờ đó. Tôi biết ngay nó flywheel mà. Nhìn mấy con mà kiểu đi cà đậm kiểu. Mày tới số rồi. Tao đập mày luôn. Nè coi đức mẹ gồng lên cho xem nè. Hả mày? Trời ơi, cất cái nhạc đi, hiểu không? Madame mà mọi người kết hợp cái nhánh gồng đòn đánh để tăng tốc độ chạy ấy, thì rất là xịn luôn. Trời ơi, giam ba cái nhạc dẹp qua một bên luôn. Nó hiêu nhau rồi. Khả năng cao là sử dụng robot hiêu ấy. Luật sư ở bên Gaba kìa. Gương sáng quấy rối. Hay quá. Ủa sao nửa máu mà dám chạy ra đây cứu ghế vậy? Sao mà ăn gì mà liều dữ? Ô, con gái yêu. Wow, Lộc ơi. Sao mà mấy chị chơi game kỳ quá. Vừa. Ô, hụt rồi. Thôi, cho về ghế không nó giải. U là trời, uổng ghê. Tero hai phát liền luôn, quá đẹp luôn. Giờ ai dám cứu thợ máy, bước ra. Mày ra đây mày cứu thử. Mày coi hả, cái dao để ký vào đầu không. Chém thì nghe nó bạo lực quá mọi người. Đôi khi mình nên sử dụng những cái từ ngữ nói giảm nói tránh. Nó vừa vui mà nó lại mạnh. Nó lại dùng một robot hiểu rồi đó. Vừa. Oh. Oh. Oh my god. What is that? Mình sử dụng những cái từ ngữ nói giảm nói tránh để có thể là, thứ nhất là nó đỡ bạo lực, thứ hai nữa là tạo ra tình huống thì đôi khi nghe nó cũng vui vui đúng không? Đấy. Nên là mọi người thấy em hạn chế dùng cái từ bạo lực bởi vì em cú te. Rồi, để chém con robot luôn. Nếu mà mình để lại con robot này có khả năng cao là cái thần ma thuật sư hay con nữ vũ công ấy, là nó sẽ gom cái con robot đó nó làm việc khác là sẽ rất là phiền ấy. Để lại phá cái nhạc vậy đó. Trời ơi. Con gái ơi. Hay. Ê sao mấy mình chơi Hunter gặp mấy bạn fly hay lắm nha. Mà tôi chơi sửa vồ mấy má fly lạ lắm. Fly hit không. Trời ơi sợ xỉu. Con gái chết đi. Ủa cái máy bên kia nó rung kìa. Chơi thôi để mình xách lại cái máy đó mình cam. Cần thiết là phải dùng bổ trợ đá máy ấy. Sao mà sửa máy cái gì mà nó có hai cái con decoder thôi mà thấy nó ghê thật chứ. Con que không? Hả? Hết tự hiêu rồi đúng không? Thì nằm đó.
Ô, không lục hòm à? Cứ tưởng là luật sư sẽ đi lục hòm cơ. Ui, cái máy cũng gần xong rồi ấy. Bây giờ mình sẽ phải cam. Luật sư ở đây à? Máy thì nó nằm hết ở khu vực ở phía bên ga 1, ga 2 rồi. Nên là, nữ vô công tự hiêu. Để mình sang mình đập con này. Mày tới số rồi mà còn nhạc không? Đức mẹ mà gồng lên á thì có mà con gái là ăn hiếp vô đầu liền. Hiểu không? Trời ơi, bạo lực. Tố cáo liền. Hành vi quấy rối. Ghế hết rồi mọi người. Ủa sao game này lại vậy trời, không còn một cái ghế nào luôn. Cái thằng luật sư đó. Bây giờ là mình chỉ cần hạ thêm một bạn ma thuật sư nữa là game sẽ cực kỳ dễ luôn. Nhưng mà hiện tại nó đi đâu rồi á? Ủa đâu rồi, người đâu rồi? Gương dơ rồi. Không thấy người. Tới số rồi. Để mình hạ cái thằng ma thuật sư này game sẽ rất là dễ luôn á. Bởi vì là hai đứa nó đều hết tự trị thương rồi thì mình sẽ dư giả thời gian để mình đi kiếm mấy đứa khác. Cái thứ hai nữa là máy cũng gần xong rồi, đúng không? Nên là cái bổ trợ chắc không cần đâu. Mình chỉ cần hạ được thằng ma thuật sư là game sẽ rất là dễ. Nhưng mà vừa phải kiếm nó mà vừa phải để ý cam về cái phần máy. Chứ không là thằng ma thuật sư, thằng luật sư nó tới. Xoay gương nè. Hay quá. Hay dữ luôn á. Thiệt á. Không có tai. Vậy nó đi vòng lên trên này rồi. Chắc luôn. Trời, theo kinh nghiệm chơi game siêu dở của tôi thì chắc chắn là luật sư nó sẽ lên trên này. Không thể nào đi khác hơn được. Xong rồi, bây giờ là game tự nhiên nó dễ ngang luôn. Ăn hai cái tero cái tự nhiên game dễ xỉu luôn đó mọi người. Yo, con trai ơi. Mẹ tới nè. Sao nó đi nhanh dữ vậy trời. Luật sư nó bị giảm sức mạnh rồi đó. Ôi, căng tay lính thuê nữa. Chơi. Con trai ơi. Đâm. Thế mà vẫn hiêu được. Tài. Bốn, ba, hai, một. Ôi, bạn này fly hay kinh luôn á. Hay á, 10 điểm. Công nhận, phải nói thật sự là bạn này chơi game rất là hay. Fly rất là xịn luôn á mọi người, mướt mượt mượt. Nhưng mà công nhận là mấy cái bạn Death Hall công nhận hay thiệt. Và mình sẽ kết thúc video clip đây nhé mọi người. Hẹn là mọi người vào video sau. Và chúc các bạn có một buổi sáng đầu tuần thật là vui vẻ. Ăn cơm ngon miệng nha. Cố gắng học vài hôm nữa nghỉ Tết rồi. Happy New Year tới nơi rồi.